Ủa mẹ, vậy là hồi xưa khi mà ba với mẹ quen nhau thì mẹ có làm món này cho ba ăn không? Đương nhiên rồi. Ba của con ăn món này á nên mới mê mẹ tít luôn á. Trời ơi, ba con mà dại khờ ghê rồi, ăn có món mà hả mê. Trời ơi, cái con nhỏ này. Xin chào mọi người, mình là Phương Thảo. Mình 26 tuổi và công việc hiện tại của mình đó là con gái của mẹ Lam Minh. Xin chào mọi người, mình là Lam Minh, năm nay mình 56 tuổi. Nghề nghiệp chính của mình là nội trợ. Hôm nay mình đến tham gia chương trình nấu ăn. Dạ, tuyển bạn trai. Ôi trời ơi, con gái của mẹ ế lâu ngày quá rồi. Thôi, hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con một bí quyết để cưa đổ trai Hà Nội nha. Hôm nay á, mẹ sẽ chỉ cho con món ăn cơm rang dưa bò. Khi mà người ta ăn vào á, thì đảm bảo là mê liền luôn. Ok, vậy để con lấy cải chua cho mẹ nha. Bây giờ mẹ bật mí cho con một chuyện này, nhưng mà con không có được nói cho ba con biết đó nha. Dạ. Hồi đó mối tình đầu của mẹ cũng ăn cái món cơm rang dưa bò này á, mà mê mẹ luôn đó. Trời ơi, rồi không bật mí cái nói lên trên đây rồi cái mọi người coi, cái ba cũng coi rồi ba biết rồi sao. Thôi chơi luôn, không có sợ nữa, bây giờ ông có biết thì mẹ cũng đâu có sao đâu. Dưa cải á thì con phải chọn cái dưa cải mà muối được khoảng 2 đến 3 ngày á thì mình ăn nó mới ngon mà vừa nha. Còn nếu mà con chọn dưa cải mà non quá, một ngày á thì nó còn cay nồng lắm. Còn nếu mà con chọn dưa cải mà 5-6 ngày rồi thì nó chua quá, lại ăn không ngon. Đó. Khi mà mình thái dưa thì mình phải thái đều, thái không có to quá, cũng không có nhỏ quá. Dưa ngon quá mẹ ơi, nó chua vừa phải luôn á mẹ. Con gái mà ăn vụng. Khi mà cắt cải xong là mình bỏ lên xào đúng không mẹ? Đúng rồi. Hóa ra là con gái của mẹ cũng biết nấu ăn đấy nhỉ? Trời ơi, con cũng biết chút chút chứ bộ, mẹ đừng có mà khinh thường con nha. Rồi bây giờ con làm cái gì nè? Con lấy cho mẹ ít dầu nè. Trời đất ơi, con bé này đâu có bắn gì đâu mà con sợ. Wow. Lấy cho mẹ ít tỏi đi. Dạ, vi diệu quá mẹ. Ừ. Mình cho một ít tỏi vào, xào lên. Bây giờ mình sẽ cho dưa cải vào nha. Đó. Trời ơi, cái món này chứ danh lắm nha. Rồi, cho cà chua vào. Sau khi mà dưa đã chín đều á thì mình xào mấy cà chua. Đó. Bây giờ tất cả nguyên liệu đã chín rồi á thì mình mới cho thịt bò vào xào nha. Thịt bò vào á thì mình phải xào đều tay và nhanh nha. Nếu mà con mà xào lâu quá thì nó sẽ dai và thịt bò nó không còn ngọt của cái vị tự nhiên nữa. Nhưng mà lúc này là mình có cần phải nêm nếm gì không mẹ? Có chứ con. Con cho mẹ một ít hạt nêm vào đây nè. Rồi cho mẹ một ít tiêu nữa. Liền tay nè. Đó. Nè, con phải cắt đều tiêu nha cho nó thơm. Mà con thấy ha, cái chảo này nó chống dính tốt quá ha. Nãy giờ mình xào quá trời mà nó cũng không bị sát luôn. Cái chảo này á, khả năng dẫn nhiệt tối ưu. Cho nên là mình nấu món ăn rất là nhanh chín. Ồ, con không biết sao chứ con thấy cái màu chảo nhìn xinh quá trời luôn. Ôi trời ơi, con gái tôi à. Rồi, bây giờ thì mình lấy thêm một cái chảo nha. Chuẩn bị để chiên cơm. Đấy, dầu sôi rồi nha. Con đảo hộ mẹ đi. Đấy. Cơm á thì mình sau khi mà mình nấu chín á thì mình phải để ở trong tủ lạnh để cho hạt cơm nó khô. Thì khi mà mình đi rang á thì hạt cơm nó sẽ săn và nó không có bị nhão hay là nó bị nát nha. Đó. Đảo đều lên cho mẹ. Đây, đảo cho. Khi mà cơm chiên á, thì người ta sẽ nghĩ đến là cho màu nghệ hay là một cái loại màu dầu ăn gì đó.
Thế nhưng mà ở đây á, thì mẹ nghĩ là mình sẽ dùng một ít trứng. Đấy, con đổ trứng vào cho mẹ nào. Đó, thấy màu nó đẹp chưa? Nè, quá là chuẩn rồi. Bây giờ á, con lấy bò mấy dưa để đổ vào đây để mình xào lên nào. Bây giờ á, mình phải xào cái này này, cho nó đều lên này. Nôn quá, muốn ăn thử quá nè. Cái cô gái háo ăn này. Ủa mẹ, vậy là hồi xưa khi mà ba với mẹ quen nhau thì mẹ có làm món này cho ba ăn không? Đương nhiên rồi. Ba của con ăn món này á, nên mới mê mẹ tít luôn á. Trời ơi, ba con mà dại khờ ghê rồi. Ăn có món mà hả mê. Trời ơi, cái con nhỏ này, không nhờ vậy sao có cô được. Rồi, mẹ xào chín rồi đây này. Bây giờ để mẹ ăn thử xem ngon nữa nha. Để nếm thử mới biết là ngon hay không nè. Xem có bị lụt nghề không nha. Sao, ngon không mẹ? Ngon, có lụt nghề không? Tuyệt vời luôn rồi nha. Thôi mình đi dọn ra ăn nha. Dọn lẹ đi chứ con đói lắm rồi, nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ thì món cơm rang của mình đã hoàn tất rồi, chúng ta ăn thử thôi. Dạ, trời ơi, nhìn màu sắc là thấy hấp dẫn rồi nè. Ăn thử xem ngon không nha. Dạ. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá à, mẹ thơm nữa. Trời ơi, để con ăn thử một miếng nha. Ngon quá. Còn nguyên một chảo đây nè. Cái hạt cơm thì nó kiểu tơi mà thấm đều gia vị, thịt bò thì mềm mà ngọt, dưa chua thì nó chua chua vừa phải, ăn vô nó kiểu nó rất là vừa phải mà nó không có bị ngán á mẹ. Ôi mẹ con là số một luôn. Hiền chi ngày xưa bố con mê mẹ như điếu đổ luôn. Thôi đi chị, ăn đi. Lo mà ăn rồi cảm nhận, mai mốt á làm như vậy cho người yêu chị ăn. Rồi mai mốt con sẽ cố gắng làm cho người yêu con ăn ngon được như mẹ làm. Thực ra mẹ thấy là con gái thời nay á rất là khác với con gái thời xưa. Nhưng mà mẹ nghĩ là vẫn phải biết một vài món ăn tự mình nấu. Để khi nào mà mình buồn á thì mình có thể vào bếp, mình nấu những món ăn mà mình yêu thích, xong rồi mình lên thưởng thức. Lúc đấy mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui nữa đó. Mẹ con nói gì cũng đúng hết. Thì cũng thông qua chương trình này á, thì hai mẹ con nhà mình cũng xin cảm ơn chương trình rất là nhiều. Hôm nay cả hai mẹ con đã được trải nghiệm một buổi nấu ăn với cái bộ nồi chảo đề co rất là tiện dụng. Và điều đặc biệt á, là cái bạn trai nào mà yêu thích con gái bác á, thì hãy để lại số điện thoại hoặc là comment ngay dưới video clip này để bác sẽ liên lạc lại ngay nhé. Trời ơi mẹ này,